xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam thưa các bạn quá khứ và hiện tại luôn có những mối liên hệ thực tiễn và vô hình lắm khi sợi dây gắn bó giữa hai khoảng thời gian lại nằm ở phần vô thức khoảng trắng thuộc về tâm linh nhiều khi chưa thể lý giải được chuyện ngắn biển khóc của tác giả trẻ lê mạnh thường chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ là sự chia sẻ những cảm nhận của anh về điều đó. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến chúng ta cùng nghe. Đi thôi anh em. Tư Chung nhìn đồng hồ xong rồi cất lời ra lệnh. Năm người xuống lại bối tàu hỏi nhau kéo chiếc dây neo to bằng cổ tay. Tài công nổ máy. Tiếng máy gừ gừ nghe êm tai. Đợi chiếc neo vừa được kéo lên khỏi mặt nước chiếc tàu gỗ nhằm hướng bắc lao đi đáng lẽ theo kế hoạch đã lên sẵn từ trong năm hết rằm tháng riêng là tư trung cùng anh em sẽ lên đường xa bắc để tiến hành công việc nhưng nấn ná mãi vì phải chờ qua lễ khao lề nên bây giờ mới đi được cứ vào độ này hàng năm khi mùa mưa bão ở miền trung đã dứt huyện đảo lý sơn quê anh lại diễn ra các cuộc tế lễ dành cho những hùng binh năm xưa đã ra hoàng sa làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo thiêng liêng của tổ quốc là con dân của đảo nên tư trung không thể bỏ được nghi lễ rất linh thiêng này nhiều lúc tư trung cũng muốn bỏ nghề lặn bởi nó quá hiểm nguy nhưng nghĩ lại nếu bỏ nó thì biết làm nghề gì để kiếm sống đây thôi thì sinh nghề tử nghiệp chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả Hà bá nó bắt mình lúc nào thì mình đang chịu vậy, biết răng trướng. Có điều mình sẽ phải cẩn thận hơn cho vợ con được nhờ. Tư Trung lập luận như vậy. Bây giờ thì Tư Trung đã là chủ của một chiếc tàu lặn biển với đồ nghề hiện đại nhất đảo. Anh chuyển sang lặn tìm phế liệu bởi mặt hàng này dưới biển rất nhiều kiếm ăn được. Trước hôm lên đường đi chuyến này, tư trung có biện chốt lễ ra thắp nhang ngoài mấy ngôi mộ gió và đền thờ cá ông để cầu mong cho chuyến làm ăn gặp nhiều may mắn tránh mọi tai ương lúc quay về anh sẽ vào nhà ông tám âm phủ nhờ xem dùm chuyến đi thế nào ông tám âm phủ là thầy bói nổi tiếng ở huyện đảo này ông tám âm phủ thắp ba nén nhang lên bàn thờ khi xem ba con bài mà tư trung vừa bốc ông bấm đốt ngón tay một lúc rồi ngần ngừ lạ thiệt lạ là sao ông tám tư trung hấp tấp hỏi lại à mày đi chuyến này coi chừng được cá to nghe không tư một chiếc ghe của mày tao e chờ không hết hàng đâu vậy hả mà hàng gì hả ông tám Ừ, thì sắt thép chi chi đó mà chỗ đó thiêng lắm đó nha. Có thể có người nữa đó. Hả? Tư Trung giật mình. Có người là sao ông Tám? Thì tao đã bảo rồi, khu vực đó rất thiêng. Ra đến nơi, mày phải làm một cái lễ đầy đủ bài vị nhang đèn, rồi thành tâm cúng bái để cho người ta phù hộ. Không ai làm hại mày đâu. Dạ, ông Tám ghi cho con những thứ đồ lễ để về vợ con đi sắm cho kịp sáng mai đi. Bây giờ là ngày hay đêm, bình minh hay hoàng hôn, trưa hay tối, chịu. Biết bao lần tài và Thức đều tự đặt ra câu hỏi và rồi cuối cùng cũng tự trả lời cho mình bằng một câu cột ngồn như vậy. Nằm cảnh thức, tài cứ chằn chọc thao thức mãi, thỉnh thoảng có một con bạch tuộc hay con cá đuối cô đơn nào đó đi qua ngôi nhà của họ chúng lóe lên một chút ánh sáng lân tinh ma quái, rồi vội tắt lịm, hoang lạnh, câm bặt, một cõi u tịch đến dợ người. Bao quanh đây là một màu đen đặc quánh. Cái ý niệm về không gian thời gian coi như không có, tất cả đều tối thui. Một quần bùn cát vần lên, hắt vào mũi, làm thức chợt tỉnh giấc. Anh mở mắt của tay sang bên cạnh tài khẽ cựa mình rồi húng hắng ho anh thước này tại sao anh em mình ngủ suốt mấy chục năm nay rồi mà không cảm thấy chán hả anh năm qua tháng lại chỉ mỗi điệp khúc ngủ thức ngủ mà không thể có việc gì hơn ngoài cái điệp khúc cũ mèn ấy chán thật tài khẽ lắc đầu chết miệng em nói còn thiếu cái điệp khúc ấy phải là thức ngủ nhớ thức nhớ ngủ là sao anh nếu không có những ký ức những kỷ niệm mà ta đã từng trải qua thì làm sao anh em mình có thể tồn tại được nơi đáy biển âm u này chúng ta đang sống bằng những kỷ niệm của một thời trai trẻ đấy thôi vâng và đến bây giờ thì chúng ta vẫn là những gã trai làng non tư. Anh vẫn là chàng trai 22, còn em 19. Chúng ta chẳng già đi chút nào anh nhỉ? Ờ, ừ, nhưng anh khổ tâm hơn em. Vì trước lúc lên đường, anh đã kịp có một người vợ và đứa con trai lên hai. Thả như em chưa có gia đình, thì còn ít người đau khổ, mà bản thân mình cũng đỡ dằn vặt hơn. Đằng này không biết bây giờ mẹ con cô ấy ở quê thế nào. Tội mẹ con cô ấy quá tài ạ. À. Vâng, mặc dù em chưa có vợ con như anh nhưng em cũng đã có người yêu. Lại là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau bằng tất cả sự chân thành. Lúc ấy lại đã là một cô giáo làng. Lúc chia tay lên đường, cô ấy động viên em nhiều lắm. Lại hứa sẽ chờ em trở về hai đứa sẽ báo cáo gia đình rồi tổ chức lễ cưới lại sẽ thường xuyên sang thay em chăm sóc bố mẹ em cô ấy thật tốt anh ạ à. không lúc nào là em không nhớ về cô ấy thức thở dài thì chiến tranh nó nghiệt ngã là vậy mà em như nhớ ra điều gì tay nhồm dậy hỏi thức với giọng hấp tấp à anh thước này anh có nhớ chính xác là anh em mình ở đây được bao lâu rồi không anh nhỉ? 35 năm, 4 tháng, 11 ngày. Ôi, trí nhớ của anh tuyệt thật đấy. Thế mới đúng là ông anh khẩu đội trưởng của em. Bái phục, bái phục. Có gì đâu mà tuyệt với trà vời, tài với trà giỏi. Nếu tài giỏi, thì anh em mình đâu phải ở những nơi tối tăm u uất như thế này. Có thể bây giờ em sẽ cùng Lài và những đứa con đang đi du lịch đâu đó. Còn vợ chồng anh đang gặt lúa trên đồng hay đi làm cỏ lúa. Thế mới là tuyệt, em hiểu chưa? Thôi, anh đừng nói nữa. Em không chịu được nữa đâu. Em khóc đấy. Tài xua tay giọng có vẻ hơi gắt. Cái thằng này, Chí được cái mau nước mắt. Mà thôi anh ơi, cất cái chuyện thời gian năm tháng vợ con ấy lại đi. Em buồn ngủ lắm rồi. Ờ, ừ, ngủ đi em. Dòng nước ấm khẽ chảy qua khoang tàu, làm lay nhẹ những trang giấy cháy xém nằm lả tả cạnh hai người. Hai khẩu AK dì xét bên cạnh họ vẫn nằm lặng ngắt. Lòng bàn tay tài còn nắm chặt miếng mi ca hình trái tim, chắc là cậu ấy định làm quà kỷ niệm để gửi về cho lại, nhưng không kịp. Một đàn cá nhỏ lững lờ bơi đến rìa mấy sợi song rêu bám vào thân tàu rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Tất cả đều câm lặng một cách đáng sợ. Hai người lính lại chìm sâu và giấc ngủ miên man vô định. Vùng biển Long Châu tư trung cùng anh em thành kính đem đồ cúng lễ ra trước mũi tàu những bộ quần áo giấy và vàng tiền địa phủ được dằn bằng mấy cục đá đem theo để khỏi bị gió thổi bay xuống biển tự tay tư trung thắp nhang rót rượu ra ba chiếc ly rồi quỳ xuống năm anh em trong đội cũng quỳ xuống phía sau tư trung mọi người đều chắp hai tay lên ngực nhìn về phía bát nhang Giọng tư trung lầm rầm trong gió. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi đầu quỳ lạy các chư vị Nam Hải Đại Dương, những người đã nằm lại vùng biển này. Tư trung vừa kết thúc bài khấn nôm mọi người trên tàu xì xụp phái lại. Bỗng ba cây nhang bùng lên cháy thành ngọn lửa, mắt ai cũng sáng lên. Tư trung lắp bắp, vậy thì đúng rồi đúng rồi, thiên thật. Thần biển và các vị tảo xa tảo lạc phù hộ anh em mình rồi. Có Nam Mô A Di Đà Phật. Tư Trung cùng anh em thả quần áo vàng mã và dài gạo muối rượu xuống biển. Sau xuôi cả nhóm ngồi quay quần lại để hưởng lộc vừa cúng. Tư Trung mừng ra mặt bởi đã hai ngày quần thảo khắp khu vực Long Châu này tốn kha khá giàu rồi mà vẫn chưa có tín hiệu từ lòng biển. Tư Trung hạ lệnh cho anh em sửa soạn cơm nước thật tươm tất để ăn lấy sức và tiện thể động viên tinh thần cả tàu. Tối nay, tốt lặn bắt đầu xuống biển thăm dò đánh dấu vị trí. Sáng mai sẽ tiến hành khai thác phế liệu. Tâm trạng ai cũng phấn chấn lạ thường. Tư Trung rít mạnh hơi thuốc, mắt nhìn xuống nước hơn hai mươi sải làm được anh lẩm bẩm biển vẫn một màu đen thẫm con tàu nhỏ lắc lư qua lại trên sóng xa xa một vài chiếc tàu cá mỏng manh tựa lá tre đang tất tả chạy về đêm đêm nay gác ca gần cuối không gian thật yên tĩnh vắng lặng chẳng có chút gì là dấu hiệu của thời chiến cả nhỉ anh em đang say giấc ngủ. Ai cũng mệt vì phải căng mình làm công tác sửa chữa bảo quản vũ khí máy móc. Tàu nằm sâu trong hẻm núi chờ lệnh xuất kích. Dạo này bọn khu trục thường mò vào tận khu Long Châu khiêu khích. Chúng liều lĩnh lì lợm thật. Được thôi, cây muốn lặng mà gió chẳng đứng. Chúng ta sòng phẳng với nhau nhé. Nhìn về hướng quê nhà mà thấy nhưng nhức trong lòng không biết giờ này mẹ con thoan ngủ có ngon giấc không cô tuấn của bố có quấy mẹ không nhỉ bố thương con quá tuấn ạ à. con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi buồn của bố khi phải xa mẹ xa con những ngày không có bố ở nhà con phải ngoan không được quấy mẹ nghe không con mẹ vất vả vừa nuôi con vừa đồng áng vừa chăm ông bà nội ông bà nội già rồi mà bố cũng chưa giúp được gì nhiều con phải thường xuyên lên chơi với ông bà nội để ông bà vui con nhé con là cháu đích tôn của ông bà trọng trách nặng nề lắm đấy tuấn ạ à. bố rất thương mẹ con mà chẳng biết làm sao vì bố là bộ đội bố phải trực chiến liên tục con à khi nào đánh giặc xong bố sẽ về quê để được ở gần mẹ con con bố sẽ đền cho hai mẹ con tất cả những ngày xa cách hai mẹ con cố chờ bố nhé trời tối đen như mực gió lạnh sờn ra gà ánh đèn của một vài chiếc thuyền câu mực phía xa xa chiếu lại như những ngôi sao nhỏ nhoi đang lang thang giữa màn đêm đặc quánh tư trung ngồi bên mạn tàu vừa điều chỉnh chiếc máy nén khí vừa chăm chú theo dõi anh em làm việc phía dưới điếu thuốc luôn đỏ chót trên môi thỉnh thoảng có con cá chuồn liều mình lao lên khỏi mặt nước, bay về phía tư trung. Anh né người, con cá dễ đành đạch, rồi phơi cái bụng trắng ở trên sàn tàu. Những con mực ống nhau lại ăn đèn. Chiếc đèn pha được trỏa xuống mạn tàu, làm sáng lên một khoảng nước trước mặt. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, không biết ở dưới đó anh em đã tìm được gì chưa? Đây là vùng biển lần đầu tiên mình thở sức. Liệu sự thật ở dưới đáy biển có đúng với những tiên đoán của ông Tám âm phổ không? Những câu hỏi cứ nảy ra trong đầu tư chung. Kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề đã tạo cho anh sự bình tĩnh can đảm khi phải đối mặt với những tình huống xảy ra trong quá trình lặn. Trong tốt lặn này, chỉ có thằng Thắng là còn hơi non nghề. Đáng lẽ công việc của nó là điều chỉnh máy nén khí phía trên, nhưng lúc ăn cơm xong, nó xin phép Tư Trung được lặn cùng mấy anh để củng cố tay nghề. Đắn đo một lúc, rồi Tư Trung cũng đồng ý, với điều kiện chỉ cho nó lặn một tiếng thôi. Thằng Thắng tháo kính lặn, nhà ống thở, mồm thở hồn hền. Nó cởi chiếc túi lưới đeo bên cạnh mình, thò tay lấy mấy thứ ra đưa cho Tư Trung. Tư Trung nhìn kỹ, một hộp bảng điện tàu, một chiếc thước song song bằng mica, nắp hộp điện, la bàn. Tư Trung trao mày, tàu đắm hả? Vâng, một chiếc tàu đắm anh Tư à, to lắm. Thắng vừa thở vừa trả lời. Dưới mặt nước lại có tiếp mấy người ngoi lên, vừa trèo lên tàu khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ căng thẳng, mọi người đều xác nhận những gì vừa tận mắt thấy dưới làn nước sâu. Bảy Nam cầm khẩu súng AK đã dì xét đưa cho Tư Trung. Là một con tàu anh Tư à? Cầm khẩu súng chỉ còn lại phần thép, Tư Trung giọng run, run run, tàu chiến. Chắc là tàu của bộ đội mình. Bỗng Tư Trung nhìn khắp lượt anh em rồi quả quyết. Được rồi, sáng mai tôi sẽ xuống. Chúng ta sẽ tìm để đưa các anh ấy lên. Tư Trung lẩm bẩm, ông tám âm phổ thiên thật, nói đâu chúng đó. Đêm, tất cả đã xong, ngày mai sẵn sàng xuất kích, không khí chiến đấu đang bùng lên hừng hợp căng thẳng ngột ngạt. Bọn khu trục đang mò vào cuối rối. Chúng mày sẽ biết tay ông. Anh em quê quần trên bong mũi tàu hóng mát, điếu cày rít sòng sọc phà khói um trời chè thấy nguyên đặc quánh thuốc lá tam đảo mấy bao vất xoài ra mặt bong ngày mai ra trận rồi cứ thoải mái đi chuyện trên trời dưới biển được kể dâm san thằng tài ngồi giữa lưng và bệ pháo nghêu ngao hát mấy anh em ngồi cạnh buột miệng bảo tài ơi làm một bài bố chết đi tài e hèm một tiếng rồi cất lời thống thiết bố ơi là bố ơi con về mà không kịp gặp bố đau xót quá bố ơi là bố mọi người cười rũ rượi lại có tiếng khóc mẹ đi tài lại khóc bài về mẹ theo yêu cầu của khán giả tài khóc tiếp những bài về anh chị cậu gì mỗi bài khóc mang một tâm trạng một nỗi niềm riêng tiếng khóc của thằng Tài thật ỉ ôi, nhưng rất có hồn, đầy đủ vang, rền, nền, nảy. Thì ra trước khi nhập ngũ, Tài đã có mấy năm lang thang làm nghề đánh giày kiêm thành viên của ban nhạc hiếu trên Hà Nội. Nó chuyên khóc thuê cho những gia đình có người thân qua đời. Họ cần tiếng khóc cho vơi bất nỗi cô đơn hiu quạnh. Giọng hát của nó được ông bầu sầm đánh giá cao số tiền tài kiếm được cũng khá khá. Khi nó về quê dỗ ông nội, thì đúng đợt anh cán bộ xã đội cầm giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự đến nhà. Vậy là nó ở lại và nhập ngũ cho đến hôm nay. Đang chua cái mỏ ra nước nở làm trò cười cho mọi người. Thì thuyền trưởng từ dưới khoang chui lên quát cho một trận, im mồm ngay. Mai kia muốn chết cả nút hay sao? Mà giờ đã truy điệu sống cả tao rồi mà mấy ông này nữa giải tán về ngủ đi mai còn lấy sức hành quân mọi người lục tục chui xuống khoang chỉ còn mình với cây súng ak ngồi gác biển thật phẳng lặng hiền hòa cơn mưa buổi sáng làm cho bầu trời quang đáng hơn nhiều ánh nắng vừa ló ra làm cho cảnh sắc trở nên rực rỡ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ tiếng chim hót líu lo như lũ trẻ con đang mài nô đùa. Trong căn phòng rộng rãi, hai chiếc tiểu sành được kê ngay ngắn, phía trên phủ hai lá cờ tổ quốc đỏ tươi. Mùi hương tỏa ra thơm ngát. Xung quanh những người lính hải quân và bà con nhân dân đứng san sát chăm chú theo dõi. Đội tiêu binh súng tuốt lê nghiêm trang đứng bên cạnh hai người. Tiếng nhạc hồn tử sĩ vang lên trầm hùng lễ truy điệu bắt đầu một vị tướng hải quân đi lên phía trên ông nhìn mọi người định nói một câu gì đó nhưng nghẹn ngào một lúc mới nói nên lời thưa các đồng chí thưa bà con nhân dân đây chính là hai đồng đội trên tàu phóng lôi của tôi trong trận xuất kích đánh đuổi tàu khu trục của địch xâm phạm hải phận của tổ quốc năm xưa trận đánh đó tàu chúng tôi bị tên lửa từ máy bay pháo hạm của tàu khu trục bắn chìm mãi đến hôm nay tôi mới được gặp lại hai người trong số họ thước ơi tài ơi các đồng đội còn nằm lại dưới lòng biển ơi các cậu có nghe mình gọi không tất thảy mọi người trong căn phòng đều rưng rưng xúc động họ cúi đầu mặc niệm không gian trở nên yên lặng. Những ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo trước di ảnh hai người. Nằm cạnh nhau, Thức và Tài chăm chú nhìn mọi người. Bỗng Tài ngờ ngợ ra điều gì, bèn gọi thầm Thức. Anh Thức, anh Thức ơi! Gì vậy Tài? Anh có thấy ông tướng này trông quen quen không? Ờ, ai hình như là tức bật kêu lên anh nhớ rồi ai vậy anh sao em không nhớ ra nhỉ anh huấn anh huấn ấy tài ạ à. anh huấn đã trở về và thành tướng rồi a à, anh huấn đúng rồi sao anh ấy già quá anh nhỉ nói khẽ thôi ba mươi mấy năm thì phải già đi chứ chỉ có anh em mình là trẻ mãi thôi hai người lại đưa mắt nhìn xuống dưới kia anh huấn vẫn đang kể cho mọi người nghe câu chuyện bi tráng về con tàu của mình đứng bên cạnh anh là tư trung và nhóm thợ lặn những người đã có công đưa các anh về đất mẹ sau mấy chục năm lưu lạc những người lính và bà con nhân dân đến dự lễ mắt ai cũng ngấn lệ thức và tài vẫn đưa mắt kiếm tìm kia rồi thước kêu lên sung sướng đứng phía sau lưng anh huấn là mẹ con thoan họ chít khăn trắng trên đầu mắt thoan đỏ hoe cô ấy già đi nhiều quá ôi thằng cô tuấn đã lớn bằng này rồi sao con có phải đứng bên cạnh tuấn là vợ con của nó không vậy là cuối cùng mình cũng được trở về quê hương được về cùng thoan và các con chỉ có điều mình chẳng thể cùng Thoan và các con đi làm cỏ lúa hay đi chăn trâu được nữa rồi. Thoan ơi, em có nghe anh gọi không hả Thoan? Thức cay cay sống mũi, trước mắt anh hình ảnh bỗng nhập nhòa. Anh Thức, anh Thức ơi! Tài gọi giật, làm Thức bừng tỉnh, lại gì nữa đây hả thằng em? Anh ơi, mẹ em đâu Lại đâu hở anh tội nghiệp thằng tài đến giờ vẫn chưa tìm được mẹ bỗng tài reo lên a à, mẹ mẹ kia rồi mẹ ơi con đây mà mẹ tài được mấy chú lính trẻ rìu lên phía trước tay mẹ xách chiếc làn cói đựng mấy bắp ngô nải chuối tiêu mấy quả trứng gà mẹ nhìn chân chân vào tài mắt nhòe lệ. Mẹ nấc lên. Con ơi, mẹ chờ con mấy chục năm nay rồi con ơi. Tài muốn chạy xuống đỡ mẹ, nhưng không thể ngồi dậy được. Trời, mẹ tuy già như thế này rồi ư. Mẹ gầy còm như chiếc lá quế thu, miệng móm mém. Mẹ vẫn mặc chiếc áo chim bâu bạc phết như ngày xưa. Tài khóc hu hu như đứa trẻ, cứ phải quay sang nhỏ nhẹ dỗ dành tài, mãi một lúc sau tài mới chịu nín. Tài lại đảo mắt tìm kiếm ai đó. Anh hết nhìn sang trái, sang phải, lại dướn mắt nhìn xuống phía sau căn phòng chặt cứng người. Lại đâu rồi hở anh? Cái thằng này, bây giờ cô ấy đã già, đã có gia đình riêng rồi, chắc gì cô ấy đã ở đây mà ngóng với trông. Thức sẵn giọng, Nghe Thước nói vậy, tài thở dài vẻ buồn rầu. Vậy là mẹ chỉ còn mỗi mình mẹ, lại đi lấy chồng mất rồi. Em mất lại thật rồi. Thước lặng thinh, mặc kệ hôm nay cho cậu ấy khóc thật thoải mái. Tiếng khóc sau hơn 35 năm mang đầy nỗi niềm thương nhớ, đoàn tụ, chia ly. Bầu trời bỗng nổi cơn gió mạnh, lác đác có hạt mưa, mưa to những hạt mưa thi nhau đổ xuống nghĩa trang Mưa trắng trời trắng đất Mấy chú chim sẻ bị mắc mưa ướt lướt thướt Chúng run rẩy nét dưới mái hiên nhà Hai bát hương bỗng nhiên bồng cháy Hai ngọn lửa nằm cạnh nhau rực sáng căn phòng Ánh lửa soi rõ từng ánh mắt mọi người Đang chăm chú dõi theo Ngoài kia trời vẫn đổ mưa Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Biển Khóc của tác giả Lê Mạnh Thường. Thưa các bạn, cảm giác thoạt đến với nhiều người sau khi tiếp cận chuyện ngắn có thể là nỗi chập chờn hồ nghi về đời sống tâm linh được tái hiện khá đậm đà lời tin đoán của ông thầy bói, cuộc trò chuyện và gần như hiện diện ở một dạng thức khác của hai người lính đã hy sinh và nằm lại trong con tàu đắm suốt hơn 30 năm. Biết đâu chẳng làm ai đó yếu bóng vía sờn gai ốc. Có thể có chuyện đó lắm chứ. Không kể tới những thêm thắt, phóng đại, hàng loạt các chuyến tìm mộ liệt sĩ của các nhà ngoại cảm trong mấy chục năm qua đủ để thuyết phục bất cứ ai về một khả năng có thật của tất cả những điều mà người viết kể ra. Nhưng sau thoáng giận ngược đó, bình tâm trở lại, người nghe sẽ bắt gặp những câu chuyện rất đời mà cả người còn sống hay đã mất đều phải quan tâm. Đó là tình yêu lứa đôi, tình đồng đội, tình mẫu tử, cái nghĩa cử trước sau của con người vân vân. Câu chuyện mưu sinh của tư trung và quá khứ được tái hiện qua cuộc trò chuyện giữa hai hồn ma người lính năm xưa đã khiến ta quên đi chất kỳ ảo vốn chỉ là chút gia vị thêm vào câu chuyện. Ta chợt hiểu, Lê Mạnh Thường đã dùng sự bí ẩn tâm linh để kéo người nghe cùng anh suy tư về số phận của những người lính nằm lại sau chiến tranh. Hơn 30 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, còn bao nhiêu hài cốt người lính vẫn phải nằm đếm ngày, đếm tháng, cho tới ngày được đoàn tụ với người thân. Còn bao nhiêu người vợ, người mẹ mỏi mòn chờ được gặp lại, dù chỉ là một chút xương tàn của những người chồng, người con thân yêu của họ. Chuyện ngắn biển khóc không có xung đột, chỉ có nỗi xúc động sâu sắc khiến người đọc dây dứt về những điều người viết gợi lên qua cách hình dung tưởng tượng đầy chia sẻ và đồng cảm là một cảnh sát biển tác giả lê mạnh thường có dịp đi nhiều trải nghiệm nhiều và cũng thấm thía nhiều nỗi gian lao vất vả của những người lính làm nhiệm vụ trên biển có thể thấy biển khóc chính là một trong rất nhiều những điều anh cảm nhận được và muốn giải bày cùng người đọc và người nghe các bạn thân mến chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn nín lạng khóc của nhà văn nguyễn trí qua giọng đọc vân anh Phụng lấy chồng năm 18 22 năm sau cô có cháu nội Thằng con trai đang học năm thứ hai Yêu đương không kế hoạch Cái bụng cô sinh viên đổi áo Vậy là cả gia đình Phụng Ngoại trừ tư địa chồng Phụng Lên xế hộp vù từ miền đông nam bộ xuống Bạc Liêu Đón cô sinh viên về đó là nguyên nhân mới 40 tuổi Phụng đã là bà nội Tư địa không tham gia vụ đón dâu Vì khi xe chuẩn bị lăn bánh Anh ta đang còn nằm bẹt vì say Rượu đã hủy hoại tư địa không xa hồn người nữa Khòng khèo, cặp giò không khác hai cái ống tre trong cái quần đùi lụng thụng, xương sườn xương sống lô nhô. Đó là hình ảnh mỗi buổi sáng, tư địa từ đìa tôm đi ra quán mua rượu. Nhìn tư địa ai trong ấp đất mới cũng ái ngại Ai cũng thấy cái quyến rũ bảo tàn của rượu Đất này người ta phát lên nhờ tôm thẻ chân trắng Tối xuống đìa canh trộm Gió từ suối cà thổi vù vù lạnh ngắt Không có rượu sao mà chịu thống Nhưng mà người khác uống có chừng có mực Tại thằng tư địa y tửu lượng cao uống như hũ chìm để rượu ngấm vô máu mới ra cái cớ sự thiên hạ nói vậy tội nghiệp cho phụng cô phải chăm sóc từng tí một cho ông chồng hũ hèm như chăm một đứa con nít thiếu điều cô đút cho chồng ăn như đút cháo cho cháu nội nhiệt ngã thay tư địa chỉ cần tí mồi trái cóc trái ổi là quá đủ rượu đựng trong cái bịch ni lông tư địa hút bằng ống hút, chả cần rót ra ly chén chi cho mỏi tay. Con cái phụng tên tình lấy chúng thằng hậu, cùng loại chiến hữu với cha vợ, sáng điểm tâm bằng rượu, tình căn nhăn, hậu quặng. Tối canh đìa, sáng không vô vài ly thì làm sao mà ngủ được. Uống giết hậu lầy, đẩy thói vũ phu côn đồ, tương bà tai lên mặt vợ chưa kể nửa đêm diệu hành mò vào nhà đòi yêu trời ơi cái miệng đầy mùi hèm và thuốc lá thằng chồng quái như con vật làm tình từ kinh sợ đến ghê tởm luôn vậy là tình ấm con về nhà hậu đến nỉ non òn ý phụng cũng khuyên con gái chín bỏ làm mười nhưng đến lần thứ mười thì tình không còn động lòng nữa chửi lại và tục tàn không kém đàn ông đồ má về để mày đánh tao à? Con tao không có loại cha như mày. Phụng can ngăn, hậu đù cả mẹ vợ. Vậy là Phụng đuổi luôn. Đồ du côn mất dậy, tao cấm mày tới nhà tao à? Bên chồng Phụng có 10 đứa con. Ông bà già chia phần đều nhau theo kiểu đất xấu nhiều hơn đất tốt, hẻo lánh nhiều hơn mặt tiền. Vợ chồng tư địa xui xẻo bốc chúng đám ruộng tuốt trong mút cả tha kể bên suối cả và miếng ruộng cách đất cách lộ cả cây số. Biết sao được số phận cả thôi, vậy là thòi ra con tôm thẻ chân trắng, vợ chồng tư địa cải tạo miếng ruộng thành đìa, lên thành ông bà chủ như ai. Chưa hết, miếng giấy làm không ăn nên, thấy thiên hạ chồng bạch đàn, tràm giấy, vợ chồng cũng lúi húi làm theo, vậy mà lên luôn nhà xây nóc thái, tay ga chạy vù vù. Bần cùng sinh đạo tặc, còn phú quý, lễ nghĩa đâu không thấy, chờ từ khi có đĩa tôm, từ địa quỳ phục dâng đời mình cho rượu. Năm giờ sáng, Phụng mang vòng ra lắc, cô sợ phát vì sợ xấu, chính vì giữ mãi thói quen lắc vòng nên phụng luôn thon thả tình không chịu nghe lời phụng tập thể dục cho nên xa bà bé bự hai mẹ con đi bên nhau ai cũng trầm trồ hai chị em mà phụng là em nghe sướng rêm tai ngày của phụng rất bận bịu phải giùm con gái cho cháu ngoại vệ sinh sáng rồi giữ thằng cháu nội cho con dâu ngủ nướng một tí cả đêm thằng nhỏ nó hành đưa cháu ngoại đến nhà trẻ phụng tạt qua chợ sắm đủ đồ lề cho cả ngày những thịt cá rau xia phóng xe xuống đìa xem thử cái đìa tôm có bị bọn cướp cạn tung trào nào không đã hơn một lần tư địa uống quên trời đất nhân san bọn trộm khoáng cả chục trài làm cả vụ tôm lỗ bái sái rồi tính toán thức ăn cho tôm mỗi ngày giá mỗi khác chưa kể xem thử trên lưới xào tôm có bị nấm hay đỏ mình thì phải sử dụng kháng sinh gì không? Tất cả đều phải qua tay phụng. Phải ép con ông Ngọc Hoàng ăn miếng cháo, ăn miếng bánh canh. Uống mà không ăn chỉ có tổ chết sớm thôi. Tư địa lại khảnh ăn. Cứ để đó cho tao. Giết rồi phụng đâm nàn. Nàn ơi là nàn diệu đã giết chết anh chồng đẹp trai một tay đần ca tài tử khét tiếng ấp đất mới sau một ngày tất bật cơm nước xong phụng phóng một vài vòng thư giãn cô ghé bà bạn đầy mấy câu ba câu chuyện dù bạn kia vào hát karaoke mười giờ phụng về nhà mang vòng ra lắc tiếp phụng miệt mài lắm nghệ thuật lắc vòng nó giúp cô đẹp đẽ thon thả quan trọng nhất là nó làm cô mệt để quên đêm dài vắng lặng. Nhưng đến 2 giờ sáng thì đêm không vắng lặng nữa. Phụng nghe cô đơn chạy dọc chạy ngang. Những ngày tháng cũ ập về, cái tuổi 18-20 lừng lững trong tâm tưởng cô. Anh chàng tư địa trẻ trung cao giáo ca vọng cổ mùi mẫn. 2 giờ sáng, Phụng vật vã nhớ người chồng thùa đôi mươi. Phụng lăn qua trở lại đến 3 giờ thì vùng dậy, sách đèn pin đi bộ ra địa tôm. Than ôi, Phụng thấy chồng nằm còng queo trên giường như con tôm, lại còn tè dầm ướt cả quần đùi, mùi nước tiểu sực lên làm bao nhiêu ham muốn ái ân trong Phụng vụt biến mất. Sự cô đơn thiên hạ, nhất là cánh đàn ông họ nhận ra, không nhận ra họ cũng kháo cho ra. Thậm chí họ còn suy diễn từ dáng đi điệu cười của Phụng, rồi họ ỡm ờ. Tay chủ thức ăn nuôi tôm cũng bóng gió xa xôi. Phụng kêu mấy gã thợ hồ tới để sửa miệng thoát nước đìa. Mỗi khi Phụng tới đìa coi công việc tới đâu, tất cả bọn thợ đều nhìn cô như ngắm hoa nở, như hứng làn gió mát. Mà Phụng mát mắt quá đi chứ thợ hồ da dám nắng, bắp thịt quần cuộn và mồ hôi dầu, đôi tay thoăn thoắt, sáo hồ cầm gạch. Hãy xem bốn viên gạch trong tay, hấp bắt nẻ đánh trần gạch bay lên, hai tay vung xa với ngực nở eo thon. Trong mắt người đàn bà 40 tuổi, bụi bặm vôi vữa và cường tráng đẹp lạ kỳ. vụng nhìn họ, đôi mắt ánh lên thích thú, ngưỡng mộ và một tí Hùng nheo, nhận ra một tí ấy. Chẳng những nhận ra, Hùng còn nghe và biết nữa. 29 tuổi, có vợ hay chưa, chỉ một mình nheo biết. Quê quán đâu đó ngoài miền Trung. Đất mới này từ khi có mấy cái xưởng của Tây Tàu sang hợp tác sản xuất, dân bốn phương tám hướng kéo tới, chả biết ai là ai. Nheo đẹp trai và rất chi là phong trần những tay không bờ không bến này miệng mồm không mạch nha cũng mè sừng huế loại một có thế tha hương cầu thực mới lấy được tâm tình người nhau đi từ trung xa bắc vô nam nơi nào có xây dựng là nhau trụ lại đến đâu bổ bịch yêu đương đến đó công trình xong là vẫy tay chào nhau phong trần dạy nhau biết khen đúng chỗ đúng nơi Nhau chắc nụi một điều là ai cũng thích khen với già lão nheo nói bác có mái tóc đẹp quá như là bạch kim với nhan sắc nheo đắm đuối nhìn và vờ bối rối nữa nheo biết tòng phụng thích mình đang hồi xuân mà hừng hực chúng thằng chồng không làm được bổn phận đàn ông trời ơi thiếu cái gì thiên hạ đều chịu được nhưng thiếu tình dễ bị điên lắm nghe nheo còn biết con tình mết nó nữa không phải sao cứ chín giờ mang bữa lỡ xuống cho thợ tình quấn lấy nheo nghe kể chuyện bốn phương điệu bộ nhịp nhàng trước mắt tâm của tình lộ ra đến nỗi anh em thợ kháo nhau con nhỏ chịu đèn mày rồi quất đi nheo ơi tình cho không biếu không vô đi khỏi tốn tiền bia ôm khỏi bệnh xã hội khỏi ok nhau cười cười đàn bà có chồng ăn cả trớn là bay đầu như không mà ma cụt đầu sợ lắm người ơi cho em xin. Còn Phụng, dưới ánh mặt trời cô đủ kinh nghiệm để giấu đi cảm xúc. Nhưng nửa đêm về sáng cô thao thức trong nỗi thèm khát vô vọng. Phụng muốn tiếp cận nhau. Nhưng ở đâu nơi nào? Trong cái đất mới quay ra là bà con quay vô là anh em. Thiên hạ biết được có mà bay lên trời. Rồi con cái dâu rể cháu nội cháu ngoại tất cả làm thành đìa càn khổng lồ. Trong giấc ngủ chập chờn, thằng cường tráng phù ngập giấc mơ phụng. Nó lớn và mông mông đến nỗi sáng trưa chiều không lúc nào nhau không hiện diện trong tâm hồn phụng. Cứ như mới lớn khi yêu lúc nào cũng muốn người yêu bên cạnh cho đỡ nhớ, phụng cũng vậy. Vụng ao ước được gặp nhau đến nỗi ngẩn ngơ lẫn lộn từ đông sang tây. Tình nói: "Má bệnh hà, nghỉ đi để con xuống chợ đi đìa cho." Tình không hiểu tâm tình của mẹ, nhưng vụng hiểu được cái gì đang trong tâm của con gái và con gái thân yêu khiến vụng sợ. Có một cái gì như mất mát sợ hãi cứ miên man Nhà sửa xong, đĩa tôm cũng hoàn tất. Bà chủ ra tay xào chè cho anh em thợ một mâm thịnh soạn. Ưu ái một khung Sài Gòn đỏ kèm theo một vài lít rượu gạo dầm thuốc bắc. Tối hôm đó sân nhà phụng vang lừng tiếng nhạc. Hùng ôm cây guitar, rượu trà có nhạc nhẽo kiểu cây nhà lá vườn thú vị lắm. Anh hát tôi hát theo, chả như karaoke cầm cái micro có một mình độc diễn nghe chán bỏ mẹ cô con dâu của phụng nghe chưa đã nhưng đành phải cáo lui vì mắc cho con bú tình cũng cáo lui để dỗ con ngủ sau khi liếc hùng anh hát hay ghê bữa nào dạy em đàn nghe bụng dưới tức cái sòng bia nó vậy đó hùng buông đàn vòng mái hiên đi xa sau kiếm chỗ xả xả xong đi ngang bồn nước hùng thấy ai đó đang đứng men bia làm lâng lâng đầu óc và bóng tối nữa Hùng bước tới, chẳng phân biệt nổi tình hay là Phụng. Chào em, hôm nay chia tay nhé. Tiếng bà chủ vang lên. Mới có mấy trai mà say rồi sao? À, chị Phụng, xin lỗi, em xin lỗi. Mắt Phụng sóng sánh như bia. Nhau bước tới ôm lấy Phụng. Người đàn bà 40 đang khao khát một vòng ôm lực lưỡng bế thốc người đàn bà xài bước vào trong lô bạch đàn. Nheo dư sức làm cho biển động, biển động một lần và động thêm lần nữa. Hùng Nheo đã từng qua vài bạn tình kiều như Phụng nên Hùng biết họ muốn gì cần gì. Hùng biết cái vụ đó và người tình 40 phải tuyệt đối kín bưng. Mà muốn kín bưng thì phải cười cười với tình để đánh lạc hướng. Còn Phụng, Phụng ánh náy, vỡ lở ra là chết chắc. Tưởng tượng một ngày nào đó, mọi người ghẻ lạnh nhìn cô. Đồ giật bồ của con gái, đồ dâm đãng hoặc tệ hơn. Nó đẻ ra thằng đó được mà. Không được, phải dừng lại, dừng lại tức khắc. Lý Chính ra lệnh dừng lại, nhưng ham muốn không chịu dừng. Cái thứ ăn vụng nó hấp dẫn vô song, rất thích thú nhưng không bao giờ thỏa. Tương tự như ma túy, người ta tự hứa sẽ không, nhưng lại đến và cứ đến, say hơn phê hơn. Phụng bị con ma tình ám mộ mị không làm chủ được mình. Chỉ một tin nhắn là Phụng đi theo tiếng gọi bất kể thời gian. Thằng tình trẻ cũng khôn khéo đưa Phụng đến những nhà nghỉ thật xa, táo bạo lắm, nó thừa sức làm phụng đắm phụng say. Cô siết chặt người tình, biết đây là ảo ảnh, biết là sẽ mất nên mỗi lần bên nó là cô thả mình chìm vào tuyệt diệu của thú yêu thương. Để rồi sau đó sợ hãi từng phút từng giây. May quá một sáng kia, thằng tình trẻ lăn ra chết, thằng cẳng. Kẻ đâm nhát dao thùng tim hùng là chồng của tình. Sáng ấy, trong quán cháu lòng, thằng Hậu ngồi với ba đứa bạn bợm nhậu. Một thằng kể. Đang rô ngon lành, nó đứng dậy bước qua bên thằng Hùng, nói. Ê Hùng nheo, đi ra ngoài ta có chuyện nói với mày. Thằng nheo vừa đứng dậy là nó đâm một nhát. Tao cũng không biết nó thủ con sao vào lúc nào. Đừng nói tôi lý do tại sao. Dậy thôi à, Ờ, ừ, tao thấy thằng nheo ôm bụng máu tuôn ra ướt áo rồi ngã ra sau. Bọn tao ùa tới khiêng ra khỏi quán, thoại cho taxi đưa đi cấp cứu. Khi taxi đến thì nó đã tắt thở rồi, chắc là trúng tim. Vụ việc làm chấn động đất mới, công an ấp rồi xã và cả huyện đến làm việc. Nhau được đưa đi bệnh viện để khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết. Hậu bị còng tay đẩy lên xe biết bùng, di lý về công an huyện. Có cả tình trong đám đông hiếu kỳ, cô bàng hoàng ngơ ngác nhìn chồng rồi lại nhìn hùng nheo, không hiểu việc gì đã xảy ra. Chồng cô đã giết người, mà tại sao lại giết? Không oán thù, không mâu thuẫn, cũng chả quan hệ tiếp xúc gì, lại cầm sao đâm một nhát chết người. Hùng nheo đã làm gì hậu? Có cự cãi gì không? Không. Chủ quan xác nhận thằng nheo ngồi một mình, đâu có chung trạ mà lời qua tiếng lại. Vậy thì tại sao? Mấy tay già già ngẫu với nhau. Tại ghen thôi, nó thấy con vợ hay cười với thằng hùng nheo nên nó ghen, tao chắc vậy. Rượu nữa, ghen mà có rượu vô thì. Thôi thôi đi cha, không phải do rượu đâu, nó lận sẵn con dao trong người mà ghen quá đi chứ thử nghĩ mà xem thằng hậu tuy bê tha nhưng đâu có thờ rượu như kiều tư địa thì nó cũng có tuyên bố thà bỏ vợ hơn là bỏ rượu nói thì nói vậy thôi chưa hậu nó còn yêu thương lắm con vợ nón nường bất ngờ thấy vợ mình cười cười với cái thằng hồm nheo lại còn ngọt ngào anh anh em em đôi lần hậu tỉnh táo nhận ra là mình đã lún vô rượu sâu quá rồi. Nó bớt uống tìm vợ yêu tâm tình. Nhưng đàn bà con gái nư nâu lắm, nguyết, háy, bĩu môi thì còn dễ thương. Chứ cái miệng xa xà, đồ thứ này thứ nọ đã đuổi thẳng, lại còn đe ly dị đi. Tao không vợ chồng với mày nữa thì... Điên gan, hậu uống thật là nhiều, cái kiểu thân tình của vợ với thằng trai đẹp hậu nghi lắm bà mẹ nó ta mà bắt được trai trên gái dưới là bây chết cả cặp đó hậu nhớ lại không phải một mà nhiều lần chỉ cần nó năn nỉ là con vợ siêu lòng vậy mà từ khi bà giờ vợ kéo thợ về sửa đìa là ra cớ sự không phải sao Hậu biết vợ mình lắm. Nó đẹp, nó xinh và nó cũng nhẹ dạ không kém. Không phải nó cho hậu tất cả trước khi cưới sao? Tưởng tượng vợ mình trong vòng tay kẻ khác, hậu phừng phừng lừa giận. Hậu rình dập. Cái thằng bợm rượu này cũng lắm độc chiêu. Nó đã từng ăn trộm chó để nhậu. Chó mà kêu một tiếng, nó chết liền. Dễ ẹc. Nướng một con lươn dài ra cho ăn là xong ngay. Chó sở dĩ không sủa khi hậu đi đêm là vì mùi lươn nướng. Có đêm hậu đứng ngoài dậu sào nhìn vô phòng tình đến tận 2 giờ sáng mà con chó vẫn im re. Và một tối kia, nó thấy một bóng hồng đi ra. Bóng tối và rượu làm hậu nhầm. Nó nhầm bà mẹ vợ là vợ nó. Hậu đi theo, nó xã rời cả người khi thấy vợ lên xe Ôm eo ếch thằng trai trẻ đẹp lực lưỡng. Chính vì nhầm lẫn nên mới xảy ra cấu sự. Thằng hậu mà biết ai đi với ai thì sự kiện thuận lợi cho nó phải không? Nó chỉ cần nói. Hồi hôm con thấy thằng thợ hồ chở má đi. Đi đâu mà khuya vậy hả má? Là chết ngất phụng. Phụng tự tay dắt con gái tới năn nỉ hậu nhận về dùm là cái chắc. Sáng hôm ấy, khi chuyện xảy ra ở quán rượu thì Phụng đang ở đìa. Khi đó Phụng xuống thăm chồng. Giấc 2 giờ sáng không làm cho Phụng thao thức nữa, ngủ bình yên thành mạch, mộng toàn những hoa là hoa. Sáng ra không thấy chồng trong tròi tôm. Phụng thả bộ lòng vòng trên bờ đìa và thấy tư địa nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Lạnh người, dụng cả tay chân, điếng người thật lâu, Phụng mới la lên được những người trên địa tôm lân cận nghe ồn lục tục kéo đến lôi xác từ địa lên. Có gì đâu nấp rượu, nửa đêm mò đi đáy, trượt chân té xuống địa, chết vậy thôi. Vụng đỏ ao hai con mắt, nín lặng khóc, không tu tu hưng hức như mấy đứa con. Vụng khóc cho ai, chồng hay tình nhân, khóc cho con gái, cho con rể, hay là khóc cho mình. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nín lặng khóc của nhà văn Nguyễn Trí. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, bức tranh nông thôn sông nước miền Tây nhiều sắc thái phức tạp được nhà văn lột tả bằng hàng loạt mối quan hệ gia đình chồng chéo tập trung vào nhân vật phụng. Cuộc đời người phụ nữ với những khát khao thầm lặng và cả những mong muốn rất đỗi bình thường được bóc tách soi chiếu ở nhiều góc độ. Những chi tiết đời thường rằng xé khốc liệt được dồn nén sâu đẩy, tạo nên sức ép căng thẳng cho nhân vật chính. Với người chồng là con ma men không thể cứu vớt, với bi kịch gia đình của con gái cũng không thể cứu vãn, Phụng chỉ còn cách trốn vào con người cá nhân cô đơn nên càng thấy trống trải bất hạnh. Và lúc đó, Phụng mới ý thức về cuộc sống riêng tư của mình. Ký ức của chị vẫn vẹn nguyên những năm tháng ngọt ngào hạnh phúc bên người chồng chăm chỉ hấp dẫn, nên khi phải đối mặt với thực tế phũ phàng, mọi cảm giác của Phụng trở nên bị tê liệt, đông cứng. Và chị dễ dàng bị xa vào cái bẫy tình chớ trêu các cớ của Hùng Nheo bởi phần con người sống tình cảm khao khát vỗ về của chị được đánh thức một cách tự nhiên. Bi kịch này dẫn dụ tới bi kịch khác, Phụng bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra nổi. Ban đầu là cái chết của Hùng Nheo bởi cú xử lý nhầm vì ghen tuông của chính con rể chị. Phụng âm thầm chịu đựng sau bi kịch của người tình trẻ tuổi mà chị không thể giải bày thổ lộ cùng ai tiếp sau là cái chết của chính chồng chị lại đẩy phụng vào địa ngục tâm hồn tình cảm cũng bất hạnh không thể so sánh. Là người từng trải và chứng kiến tất cả các mối quan hệ liên quan tới mình từ lúc nảy nở đến lúc tàn phai. Hơn lại hết, nỗi khổ tâm dằn vặt âm thầm của phụng trở nên quá sức chịu đựng trong con người phụ nữ mỏng manh yếu đuối và đầy khao khát như chị. Không diễn giải dài dòng, ngòi bút sắc ngọt của nhà văn lách sâu một cách tài tình cô đọng qua nhiều chi tiết để rồi dồn tụ và tập trung vào bi kịch người đàn bà như Phụng. Thông cảm và chia sẻ với thân phận người phụ nữ qua nhân vật Phụng, nhà văn không bi kịch hóa cuộc sống của họ mà bày tỏ sự thấu hiểu và thấm thía với nỗi đau âm ỉ để thêm một lần trải nghiệm cùng cuộc đời. Chuyện ngắn như một gợi ý cho một kịch bản điện ảnh nếu biết khai thác điểm mạnh của tác phẩm. Các bạn thân mến, bây giờ qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Vương Hà mời các bạn nghe bài thơ Trái tim sinh nở của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Trái tim có mấy phần buồn, mấy phần vui sướng, nhớ thương mấy phần. Phần

phần chờ đợi mỏi mòn Mẹ em đã nhận lúc còn tuổi sinh Người xưa nào có phụ tình Mà sao mẹ chịu một mình gành nước cả sông sâu Trống treo mình mẹ đương đầu bão giông Buồn lo mẹ giấu bên lòng Nuôi con trong dạ Mẹ mong từng nỗi mình biết ngò ai hay bao đêm nước mắt vơi đầy mẹ ơi. khi em cất tiếng chào đời trái tim mẹ tưởng héo rồi lại nãy mơ ước rộng dài trái tim đập tới ngày mai em đêm mẹ cho anh trái tim em trái tim yêu trái ấm sắc mùa thu vàng tươi lá lúa mịt mù là mây ngày đêm sáng tôi đổi thay con tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời trái tim mẹ giữa đất trời còn yêu thưa các bạn nói đến những cuộc hẹn người ta nghĩ tới tuổi trẻ và những mối tình Nói vậy không có nghĩa, người già không hò hẹn. Nhưng khi người ta còn trẻ, hẹn hò cũng mang nhiều màu sắc và xúc cảm hơn. Tuổi trẻ đi qua, đời người có bao nhiêu cuộc hẹn và động lại trong ký ức của mỗi người sẽ là những cuộc hẹn nào. Đã đành sẽ rất buồn nếu ai đó đã hẹn rồi mà không tới nhưng bi kịch hơn khi có những người vì sự lừng chừng của mình có thể làm lỡ hẹn cả một cuộc đời người khác và sự thực đã có nhiều năm tháng bị lãng quên bị bỏ phí nếu ai đó cứ mù quáng đặt niềm tin vào một cái hẹn luôn ở thì tương lai chuyện ngắn cuộc hẹn của tác giả bùi đế yên chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay biết đâu lại là một chia sẻ với những ai đang phải chờ đợi một quyết định nào đó từ những lừng chừng chưa dứt khoát mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương một giờ sáng điện thoại di động khẽ rung lên nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận bốn số di động đuôi mang năm sinh của anh mà nhi nhớ như in trong lòng hiện lên một chín bảy sáu đúng là điện thoại của anh rồi đúng là tiếng gọi từ trái tim nhi một giờ sáng Trước đây anh quy định hai người gọi điện thoại thậm chí kể cả nhắn tin cho nhau cũng không được sau 10 giờ. Cái cách quy định của anh rất nhẹ nhàng lịch sự, chỉ như một lời bâng cua. Anh không thích nhắn tin hay điện thoại muộn đâu. Bây giờ thì cuộc tình giữa hai người đã cùng thời gian bước sang thiên niên kỷ thứ hai. Năm năm của thế kỷ 20, 10 năm của thế kỷ 21, 15 năm. Hơn năm ngàn ngày, có thể cũng không quá dài cho một cuộc đời hay một cuộc tình nhưng với một cô gái nó không những chiếm trọn mà còn đi qua tuổi xuân như một vết sẹo chạy hết mặt còn lan xuống cổ những quãng thời gian chia tay kéo dài hàng ngàn ngày trước đây nặng nề hơn rất nhiều sự im lặng không liên lạc gần một năm qua và nó lặp đi lặp lại nên nhi dần cũng quen bạn bè nhi những người chơi với nhi mười năm trở lên hầu hết đều căm hận anh những người biết nhi muộn hơn thì ngạc nhiên chẳng nhẽ lại có một tình yêu như thế ư như thế thì sao nào tình yêu vốn dĩ là sự hy sinh vô điều kiện mà nhi thì chắc chắn cái tình cảm mình dành cho anh là tình yêu rồi bạn bè bảo có thể là yêu nhưng là yêu đơn phương mà yêu đơn phương ấy không phải là yêu mà là đau khổ đơn phương ư sự run rẩy tuyệt vọng ánh mắt đau đớn của anh khi rời xa nhi lần thứ nhất những cú điện thoại tuyệt vọng trong lần mất nhi thứ hai và cả những nụ hôn những vòng tay cho lần này lần thứ ba những thứ đó nhi vẫn nghĩ chẳng ai có thể làm giả được kể cả với một người đã được phong chức giáo sư trong nghệ thuật dối trá như anh tuy nhiên đúng là nhi chưa bao giờ chắc chắn về tình yêu của anh có thể nào người ta yêu mà lại không muốn gặp gỡ chung sống với nhau hay là đàn ông con trai hầu hết ai cũng sợ sự ràng buộc nhất là những người vừa thoát ra khỏi cái lồng hôn nhân nhưng nhi đâu phải dạng phụ nữ hay đòi hỏi níu kéo hoặc trói buộc bất kỳ ai những người bạn mới của nhi thời kỳ nhi mới quay lại với anh đều hỏi rằng nếu hai người yêu nhau thì sao nhi không yêu cầu anh phải cưới đi phải có trách nhiệm với nhi nói chung là khuyên nhi nếu đã không thể rời xa thì hãy trói chặt lấy anh cả hai có còn trẻ nữa đâu bằng tuổi họ người khác đã có thời gian sửa chữa sai lầm nếu có bằng một cuộc hôn nhân khác nhưng đúng như nhi thường nửa đùa nửa thật trả lời anh giống như một nắm cát nếu nhi lòng tay thì nó nằm lại còn nếu nhi bóp lại thì lập tức nó tuột ra khỏi tay ngay lập tức không phải nhi chưa từng thử qua một buổi tối cô đơn khi vừa từ chối hai lời mời hấp dẫn của một người bạn trai lịch thiệp và một người đã đơn phương theo nhi suốt mấy năm dòng để hẹn đi chơi với anh nhưng lại không sao liên hệ được nhi gạt nước mắt nhắn tin cho anh em chấp nhận làm người thua cuộc và đồng ý với kim rằng kể cả một tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể bị bào mòn anh không trả lời tin nhắn cũng không gọi lại nhi nằm ôm gối ở nhà ba ngày không cả viết bài đọc sách và ăn uống nữa sau lần đó nhi đăng ký đi học một lớp yoga thầy dạy yoga là một đệ tử thiền phái nên một nửa số thời gian học yoga Nhi và các học viên chỉ ngồi xếp bằng chân, rơi vào trạng thái không trọng lượng, mà nhi thường đùa là ngủ gật. Thầy giáo dạy học thiền để biết tác dụng của sự buông thả. Khi nào con người đạt tới sự buông thả toàn phần, khi ấy, người ta sẽ cảm thấy tâm thật tĩnh. Những tư tưởng bon chen thường nhật biến mất đi, toàn thân xác và tâm trí đều ở trạng thái êm à trong vắt như pha lê. Nhi mới đi học được ba buổi bắt đầu học ujai thì anh gọi nhi không bốc máy anh nhắn hỏi thăm sức khỏe nhi không trả lời anh gọi về số máy công ty và giận dỗi trách nhi đã làm anh lo lắng anh nói anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào cả nhi im lặng nhưng sau bao nhiêu dằn vặt đắn đo tối hôm đó nhi lại nhắn vào cái số mà cô từng xóa đi mấy lần em phải làm thế nào để có thể hiểu được anh đây anh nhắn lại anh dễ hiểu lắm em ạ à. em hãy để mọi sự tự nhiên đi để mọi sự tự nhiên nghĩa là lại thêm vài năm nữa âm thầm đợi chờ một đấng vô hình nào ở trên cao thương xót vứt cho hai kẻ lạc nhau một mẩu dây như hai lần tình cờ gặp lại trước đây và khi một kẻ lần tới đầu mẩu dây thì thường là kẻ kia đã buông tay ra để lại một sự hững hụt vô bờ. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã gần một năm. Một năm với những người đã vượt qua mốc ba mươi đi qua nửa đời người thì thường là chỉ như một tháng với đứa trẻ. Nhưng với những người yêu nhau mà xa cách thì một năm vẫn có nghĩa là tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ, năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút. Bây giờ thì Nhi đã khá thành thục với các asana và pranayama của yoga từ sava asana đến sitali pranayama thư giãn tập trung tư tưởng trầm tĩnh buông xuôi không giận hờn không lo lắng vậy thì tại sao phải ngại chứ và nhi bốc máy làm sao anh có số của em đây nếu cố tìm thì không gì là không thể tìm được em vẫn nói thế cơ mà. Nếu cố tìm thì đâu có thể mất cả năm mới tìm ra được một số điện thoại chứ. Nhưng anh đâu chỉ có tìm số điện thoại, anh muốn tìm lại những cảm xúc của hai chúng ta kia. Sau cú điện thoại nhi chằn chọc, bây giờ cô lại thấy là thời gian học ngồi thiền trước đây là số 0. Thiền nghĩa là không tạp niệm vậy mà bốn giờ sáng nhi vùng dậy hấp tấp soạn đồ vội vã trang điểm mím môi nhìn đồng hồ nằm vật xuống giường rồi lại nhìn xuống phố lác đác đã có người xe qua lại vài người đi tập thể dục buổi sáng có lẽ họ là những người khó ngủ chăng khóa cửa phòng xuống cầu thang nhi khoác túi hòa nhập vào dòng người trên phố lúc đầu nhi đi vội vã sau đó cô đứng lại tần ngần rồi lại thong thả bước xấu hổ Ngạc nhiên vì thấy kim giờ đồng hồ vẫn chưa chỉ tới con số 5. Ngày xưa em nói chỉ muốn có một ngày trọn vẹn ở bên anh. Cái ước mơ đơn giản thế nhưng hình như chưa bao giờ anh tặng em. Anh đợi em lúc 6 giờ ở bến xe. nhi chỉ cần có một ngày bên anh để mà than thở trách móc để mà bày tỏ nhớ mong khao khát và cả cái nguyên nhân chính khiến cho bao lần cô muốn rời xa anh mà không được một ngày đi đường một ngày bên nhau hôm nay sáng thứ bảy những kỷ niệm một thời lại ùa về đã bao lần hai người hẹn đi du lịch cùng nhau nhưng cuối cùng chỉ một ngày bên nhau cũng không có cuộc sống của những người nghèo khó nhất có lẽ cũng không khổ sở như cuộc sống của những người bình thường nhưng lại nhiều tham vọng những tủi nhục vì không có tiền anh đã trải qua như thế nào có thể nhi không biết nhưng những cố gắng để thành đạt thì nhi rõ hơn ai hết khi mà nhi đã đi qua những ngày khó khăn căng thẳng nhất chấp nhận cuộc sống của một công chức loại ba để có được cuộc sống bình thường với những buổi tối được ở nhà xem tivi, đọc sách, ngày chủ nhật được nghỉ ngơi đi du lịch thì anh vẫn cứ miệt mài với những lớp học, những ngày đi làm, đi dạy thêm, những dự án, những kế hoạch lớn lao. Sau nhiều lần bị tổn thương, Nhi vẫn yêu và tha thứ cho anh. Một phần vì biết anh làm tất cả chỉ vì khát vọng muốn đổi đời, muốn chứng tỏ khả năng có thể thành đạt nhanh chóng. Tuy nhiên, như người ta nói, giàu nghèo sang hèn thật ra cũng có số cả. Những cố gắng tích cực của anh gần như chưa bao giờ đem lại kết quả mong muốn nên mới đẩy anh tới hạ sách kết hôn để được giàu có. Lúc hận anh, như gọi anh là foster là Raphael. Nhưng lúc bình tĩnh, cô lại tự nhủ rằng thật ra những người đàn ông khác ở vào địa vị anh chắc gì đã làm khác đi anh lấy vợ khi đã chia tay với nhi kim vợ anh trẻ hơn nhi ba tuổi không tốt không xấu lại có điều kiện chăm sóc nhan sắc nên ngoài tình yêu thì cô ta hơn nhi về nhiều mặt anh chẳng ghét chẳng yêu vợ chỉ cần một sự an cư để lạc nghiệp và kết hôn với một người giàu dù sao cũng hơn một người nghèo trước đây vì ảo tưởng về tình cảm anh dành cho mình Nhi chẳng cần hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Lần thứ hai thì thời gian quay lại quá ngắn, khiến Nhi không kịp hỏi nữa. Mà thật ra chẳng phải tự an ủi cho cái tuổi băm bảy nhát mà vẫn cô đơn. Nhi vẫn nghĩ, cái mô hình một vợ một chồng, một đời bên nhau, chắc gì đã là chuẩn mực đáng ao ước chứ. Thử hình dung, nếu người ta ở bên nhau suốt 365 ngày chỉ cần trong 10 năm thôi, giả sử chỉ toàn bày tỏ những lời nói cử chỉ yêu thương thì hàng ngàn hàng vạn lời nói cử chỉ ấy cũng sẽ có rất nhiều lời nói lặp đi lặp lại đến trở nên nhàm chán. Đó là chỉ nói những lời yêu thương tốt đẹp, chứ thường thì 2 phần 3 cái thời gian bên nhau đó người ta lại dùng để cằn nhằn than phiền cãi cọ. Thế thì cái chuyện ở các thành phố lớn bây giờ, cứ ba cặp dắt nhau đến phòng đăng ký kết hôn thì hai cặp dắt nhau ra tòa. Có gì lạ để mà hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân tan vỡ chứ? Anh và Nhi thì sao nhỉ? Danh nghĩa là yêu nhau gần 15 năm, nhưng tính từng giây từng phút thì thời gian bên nhau của Nhi và anh đâu có được 15 ngày trọn vẹn. Có lẽ vì ít có thời gian bên nhau như vậy nên mỗi giây phút bên anh đều đáng khao khát chăng cho em một ngày một ngày thôi một ngày không khắc khoải chờ đợi phải nhi sẽ có hẳn một ngày không chính ra là hai ngày ở bên anh nhi hình dung tới cảnh được ngồi trong lòng anh suốt chặng đường dài được nằm bên cạnh anh dưới tán những lá cây thông cổ thụ và được cùng dắt tay anh đi giữa bạt ngàn hoa. Đà Lạt không phải là nơi Nhi thích, đơn giản vì Nhi chỉ lên đấy một mình, sự cô đơn của Nhi giữa những đôi những cặp quấn quýt bên nhau trong mắt người khác đồng nghĩa với sự bất hạnh. Từ Sài Gòn lên Đà Lạt mất 6 tiếng đồng hồ. Chiều nay Nhi sẽ ở bên anh tận hưởng ánh mắt ghen tị của một số rất ít những người một mình lẻ loi trên Đà Lạt. Bến xe cách nhà Nhi chỉ có chừng 15 phút đi bộ, nên dù có đi chậm đến mấy, Nhi vẫn đến nơi sớm hơn nửa tiếng theo giờ hẹn. Biết chuyện đó là hoang tưởng, nhưng Nhi vẫn hy vọng bất ngờ thấy anh đến sớm hơn, đứng đâu đó quan sát Nhi như Nhi bây giờ đang làm. 5 giờ 45 phút. 6 giờ 6 giờ hơn. Cái túi chỉ có hai bộ váy áo, mấy thứ đồ trang điểm, dần xiết lên vai Nhi, khiến cô phải tháo quay, đặt xuống chỗ ghế ngồi. Sáu giờ mươi phút, Nhi nhìn những chuyến xe đầu tiên rời bến với một nỗi buồn tê tái. 6 giờ 45 phút, Nhi chậm chạp đứng dậy khoác chiếc túi đã trở nên nặng trịch lên vai, lê bước tới quầy vé. Cho tôi một vé đi Đà Lạt. Mấy giờ xe chạy hả chị? Hai lăm phút nữa. Xe ở đằng kia, chị ạ. À. Nhi bước lại xe. Trên xe đã có một số người ngồi. Nhi tìm thấy dãy ghế của mình. Ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn, dãy ghế của cô chưa có người nào ngồi. Vẫn còn mười lăm phút nữa. Nhi ngồi sát phía cửa, co chân lên, nhắm mắt. Ngay cả ngồi trên xe ồn nào, nếu muốn, người ta vẫn có thể thiền được. Mấy tháng vừa qua bận rộn quá, Nhi đã quên mất pranayama asana. Nhưng thôi, chỉ cần rơi vào trạng thái không trọng lượng, giảm căng thẳng, gạt bỏ những tạp niệm trong 5 phút im lặng. Một sự va chạm nhẹ khiến Nhi phải mở mắt ra. Một thanh niên khoác chiếc áo da vừa đặt chiếc vali xuống vừa tò mò nhìn nhi nhi khẽ khàng buông chân xuống số ghế của tôi là xin lỗi anh có thể đổi cho tôi được không ạ tôi muốn ngồi gần cửa dạ chị cứ tự nhiên cảm ơn anh bảy giờ hai mươi phút xe đã bắt đầu chật kín tài xế đã lên xe nhi nhìn ra cửa mắt cô gần như hoa lên anh đang xuống xe đưa mắt lướt nhanh nhi xách túi tính nhảy ra khỏi xe thì chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc nhi vội vã ấn nút xanh giọng anh vang lên cùng lúc với tiếng xe lăn bánh em đang ở đâu em đang trên xe đi đà lạt được nửa đường rồi anh ạ à. trời ơi sao nhanh vậy em không chờ anh sao tối qua anh nói vậy sau nghĩ lại có một ngày làm sao mà kịp cả đi lẫn về tính nói lại với em nhưng lại thôi đợi sáng nay nhưng mà dậy muộn quá không có anh mà em cũng đi sao em quay về đi không anh ạ à, anh đến quá muộn rồi nhi em có biết anh ở tận cao đạt từ chỗ anh ra bến xe đường luôn bị kẹt không dạ vậy mà chỉ trễ hẹn chưa đầy tiếng đồng hồ, em đi xa đến thế rồi sao? Nhi im lặng. Có thể đoạn đường từ nhà anh ra bến xe xa gấp 10 lần từ nhà cô. Có thể một tiếng chỉ là một phần hai bốn so với một ngày, và là một phần rất nhỏ so với thời gian cô yêu anh. Nhưng một tiếng là rất nhiều khoảnh khắc và một khoảnh khắc đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người. Như giọt nước đã tràn ly, mười mấy năm cô đơn côi, mòn mỏi, bỗng trôi qua vùn vụt trong trí não, nhanh hơn cả vận tốc 60 km mà xe đang chạy. Nhi không nghe thấy tiếng anh nữa. Cô để máy xuống ghế, thậm chí không cần gấp lại thở ơ nhìn ra hai bên. Người thanh niên bên cạnh rời mắt khỏi cuốn sách tò mò nhìn cô. Chị cũng đi Đà Lạt một mình thôi sao? Nhi khẽ gật đầu, mặt người thanh niên rạng rỡ hẳn lên. Tuyệt quá! Rồi như biết mình lỡ lời, anh ta vội mở nắp đưa chai nước cho Nhi. Xin lỗi chị, nhưng chị sẽ thông cảm cho tôi vì tôi luôn phải đi đà lạt một mình chị ạ tôi làm ở viện nông nghiệp nghiên cứu về giống cây trồng nhi khẽ cười tôi là nhi rất vui được làm quen với anh tôi cũng vậy phải rồi cuộc sống luôn là như thế một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và đôi khi một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để mà bay lên thưa các bạn có lẽ thời gian là một đại lượng mang tính tương đối nhiều nhất khi ta mong đợi điều gì nó trở nên chậm chạp một cách khó chịu còn khi ta được sung sướng tận hưởng từng khoảnh khắc thì nó lại như một thứ gió thoảng chớp giật thật nhẹ thật nhanh tựa hồ chưa hề tới nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua dưới sức càn quét kinh khủng của thời gian dù tốt dù xấu dù hạnh phúc dù đau khổ hãy thử đặt mình vào tâm trạng của cô gái tên Nhi, nhân vật chính của chuyện ngắn này. Hẳn bạn cũng như tôi sẽ thấy thời gian thật đáng sợ, và dù sợ, người ta vẫn phải đối mặt. Có người bảo Nhi khờ dại, có kẻ bảo rằng nàng si tình, yêu quá, hóa ngu ngơ, thiếu tỉnh táo. Có thể thế thật. Phụ nữ vốn hay tin vào những điều mình nghĩ vốn hay nhìn hiện tại theo mong muốn của mình chứ không phải nhìn nó như bản thân hiện thực vậy nên mới có chuyện ôm giữ trong lòng một thứ đôi khi chưa hẳn là tình yêu mà chỉ là hồi ức sinh động một thời về tình yêu là cảm xúc vẹn nguyên của tình yêu buổi đầu dường như khi sinh ra phụ nữ ông trời đã gán thêm một thiên tính đó trong bản năng của họ ai sớm nhận ra người đó sẽ tỉnh táo hơn thôi chúng tôi đồ rằng như vậy cả một câu chuyện dài mà tác giả bùi đế yên kể cho chúng ta nghe dường như chỉ là những năm tháng chờ đợi miên man của nhi với người đàn ông của đời mình chờ đợi trong hy vọng bao dung trong những vỗ về ve vuốt tự chính mình với ảo mộng tình yêu giấc mộng lớn của đời nhi chỉ thực sự chấm dứt khi trong cuộc hẹn cuối cùng với người đàn ông đó cô chợt ngộ ra một sự thật phũ phàng sự níu kéo tình yêu bên bờ vực dù cô đã cố gắng đến mấy vẫn chỉ là chút vụn nát khi người kia không muốn nắm chặt tay sự buông tay đôi khi không hẳn đã là bi kịch miễn là người ta chỉ buông khi biết mình cần làm như thế khi biết mình đã hết sức để giữ mà không nổi Tác giả Bùi Đế Yên đã nhắn gửi một điều thật nhẹ nhàng như thế với những câu này. Phải rồi, cuộc sống luôn là như thế. Một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và đôi khi một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để bay lên.